tình si rìu rót đưa cây lương sâu tôi mong mình một trái tim. Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tựa đề Bà ngoại hippie của Thái Lan, lừng danh không cần sân khấu. Gần đây trên YouTube hay TikTok, người ta thường bắt gặp một bà cụ hay ngồi đàn hát với mấy con thú cưng của mình. Số người theo dõi lên đến hàng triệu và gương mặt bà trở nên vô cùng quen thuộc với khán giả trực tuyến của nhiều quốc gia trên thế giới. Bà Malinda Herman năm nay đã bước sang tuổi 71, rất nổi tiếng trên mạng. Những bài hát cũ của thời hippie thập niên 60-70 được bà trình bày mộc mạc, lúc thì với guitar, lúc thì với piano, lúc với bộ trống, khiến mọi người cảm thấy vô cùng gần gũi và thích thú. Những danh tiếng của bà Malinda Herman không phải do bà chủ ý mà đột nhiên tự đến khi bà quá buồn bã và chọn hát để giải khuây. Ca hát đã mang lại niềm vui và sự tự tin trong cuộc sống của bà sau một tai nạn thương tâm, khiến mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Từ Ba Lan đến Mỹ, người ta đặt cho bà biệt danh bà ngoại hipster khi chứng kiến bà thuộc không biết bao nhiêu là bài hát, không cần phải cầm giấy hay nhìn lời hát qua phone như vô số người đang xuất hiện trên Internet. Phải nói là khởi đầu của sự kiện này, bà Malinda Herman đã gây cảm tình trên toàn thế giới khi đăng tải phần trình diễn của mình, bài hát More Than I Can Say. Trong một tháng, đoạn video được lan truyền rộng rãi đến bất ngờ. Hình ảnh trong video cho thấy con chó Chihuahua nhỏ bé của bà nhắm mắt lại và dựa vào bà ấy, say sưa nghe theo bài hát, trong khi có thể nghe thấy một chú mèo con đang ở chỗ khác như cố hòa giọng trong nền nhạc. Tuy nhiên, bà Herman tâm sự rằng ca khúc chưa bao giờ là cách để bà tìm kiếm sự nổi tiếng trên Internet. Kể lại chuyện đời mình từ căn nhà của mình tại ngoại ô Bangkok, bà nói âm nhạc thực sự đã giúp mình hồi phục sau một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng cách đây 2 thập kỷ. Tôi đã gặp một tai nạn khoảng hơn 20 năm trước, nơi mà chiếc xe của tôi bị lật. Tác động từ vụ va chạm đã làm hỏng các dây thần kinh của tôi và nửa mặt bên trái của tôi bị tê liệt. Bà Malinda Herman nói, có thể xem qua các video của bà. Lúc đầu, bạn có thể không nhận ra, nhưng nếu bạn quan sát kỹ, người ta có thể nhận thấy tình trạng khó khăn của bà hiện trên gương mặt của bà đi qua các di chứng. Sau tai nạn, bà Malinda Herman bắt đầu tập hát hàng ngày như một cách để giúp hồi phục một số cử động trên khuôn mặt. Tôi đã tập mở miệng, nói các chữ A, E, I, O, U trong nhiều năm, thật nhàm chán. Cho đến một ngày, con trai tôi mua một cây đàn guitar và khuyên tôi nên thử hát thay vì cứ nói. Nó biết tôi đã thích hát từ khi còn nhỏ, bà Malinda Herman kể lại. Đó là một bước ngoặt đối với cuộc đời của bà Malinda Herman. Các bác sĩ trị liệu cũng như người quen nói rằng khuôn mặt của bà bắt đầu dần trở lại sau khi bà ca hát một cách tự nhiên. Hơn nữa, các bài trên khuôn mặt không còn là việc vặt nữa, mà là một phần niềm vui trong ngày của bà khi cất tiếng hát. Và rồi, bà được bắt đầu mọi thứ với một tài khoản YouTube để thực hiện các bản cover vào năm 2016. Đến hôm nay, các bác sĩ của bà Malinda Herman ước tính rằng khả năng hồi phục của bà đã hơn 75% nhờ vào âm nhạc. Con chó nhỏ Chihuahua đáng yêu của bà có tên gọi là Zilzam, đại khái được dịch là nhỏ và xinh, đã xuất hiện trong cuộc sống của Malinda khoảng 2 năm trước, ngay sau khi con chó trước của bà qua đời. Tôi đã rất buồn và tiệm làm tóc của tôi đã nhận ra vì họ có một bầy chó con nên cô ấy đã đề nghị cho tôi một con.
bà ngoại Hester nói, lúc đầu bà định chọn một con chó khác, nhưng lạ lùng, Zilzam bé nhỏ đã bám theo bà cho đến khi cuối cùng được đón về. Vào khoảng ngày này, năm 2018, bà Malinda Herman bắt đầu tập chơi lại guitar với chú chó Doddy trên đùi. Thật ngạc nhiên, Zilzam đã rất thích nó và có vẻ như im lặng thưởng thức hết mọi bài hát mà bà trình bày. Lúc nào, con chó nhỏ cũng nhắm mắt lại, lim dim và dường như thả hồn theo điệu nhạc. Bà Malinda cười và mô tả. Kể từ đó, mỗi khi Malinda cầm đàn guitar hoặc bắt đầu hát, Zilzam đều chạy đến, thậm chí đôi khi leo lên đùi bà để bắt đầu im lặng lắng nghe. Khi được hỏi về chuyện bà đã trở nên là một người rất nổi tiếng từ Á sang Âu, bà Malinda cho biết rằng bà không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lan truyền với video đã tải lên để trên YouTube hay TikTok. Với bà là một cách để tạo niềm vui và bớt cô đơn. Nhưng bà nói là rất vui khi mang lại niềm vui cuộc sống của mọi người. Với bà như vậy là quá nhiều. Mọi người ngày nay có cuộc sống rất căng thẳng. Tôi muốn làm điều gì đó có thể giúp họ thư giãn và cảm thấy tốt hơn, bà nói. Và nói thêm rằng miễn khi còn sức, bà sẽ tiếp tục cùng với những con thú cưng của mình, vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các bản cover để mọi người tiếp tục theo dõi. Một trái tim hoang cỏ dài, anh bỏ